Hello, chào các bạn. Vâng, hôm nay là mùng 8 Tết. Chúc các bạn và gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua năm công việc làm ăn thật là thuận lợi. Vâng, hôm nay là mùng 8 Tết, bây giờ là 8 giờ. Sáng nay tôi sẽ đến cơ quan để họp mặt đầu năm và nhận lì xì. Sau đó là chính thức làm việc luôn các bạn ạ. Vâng, một năm mới Nhâm Dần đã bắt đầu. Thật là tuyệt vời. Hiện tại tôi đang trên đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt. Vâng, chiếc xe tôi đang đi là chiếc GZ Suzuki GZ 125 HS. Chiếc xe này tôi đi hơn 13 năm rồi các bạn. Và đã để trong nhà xe từ hôm nghỉ Tết là hôm 23 Tết. Và đến hôm nay mùng 8 Tết là hơn nửa tháng rồi. 15 ngày. Đó, mà sáng ra đó là đề một phát là ăn luôn, đề một phát nổ liền, rất là thương các bạn ạ. Vâng, chiếc xe này tôi đi 13 năm rồi và chưa một lần nào đó mình phải đẩy nó cả. Để xe là nửa tháng, thậm chí đã có thời điểm dịch để cả tháng không nổ máy vẫn ok. Bánh xe không hề mềm, không hề xẹp luôn. Vâng, sáng nay nắng rất là đẹp các bạn ơi. Đây là khu vực nhà thờ Đức Bà. Phía trước là đường Đồng Khởi. Bên trái là nhà thờ Đức Bà và bên phải là bưu điện thành phố. Đấy. Bưu điện ngày hôm nay khai trương luôn kìa. Đây là khu vực phố Ông Đồ hôm trước Tết. Đó, bên phải là nhà văn hóa thanh niên. Vâng, con đường này tôi đi gần 20 năm nay rồi. Sáng nào cũng đi ngang đây. Đây là khu vực Hồ Con Rùa. Đấy, sắp đến cơ quan rồi. Bên trái là Đại học Kinh tế. Bên phải là báo Bực Tím, báo Khăn Quàng Đỏ.